Hành trình qua cánh đồng chết Số 26 Chương 14 Khi mảnh chai chìm xuống Tác giả Chanrithi Him cuối năm 1978. Đó là lúc vào mùa gặt lúa và cũng là thời gian hy vọng có được khẩu phần ăn khá hơn. Đó cũng là lúc Anka lại đòi tôi đưa tôi trở lại vào đoàn lao động thiếu nhi. May mắn thay, tôi được trở lại với trưởng đoàn Thoremeta. Từ sáng sớm bà dẫn chúng tôi ra ruộng lúa rồi mang chúng tôi về lại trước khi mặt trời lặn. Vào một buổi sáng trời trong và mát đứng giữa đồng lúa vàng cuộn sóng nằm cạnh hồ nước tôi hì hục gặt lúa gập người xuống giữa những đứa trẻ khác một tay vơ lấy thân lúa tay cưa cắt xoẹt bằng cái liềm đột nhiên có tiếng nói nhỏ coi kìa có hai chơ lốp đang đến đó tôi thấy hai tên chỉ điểm bước nhanh về phía Thoremeta lúc đó đang gặt phía trước chúng tôi một tên tiến lại gần thì thào vào tai bà Bà lùi lại hoảng hốt. Người kia nói thêm điều gì đó, Thoremeta liếc nhìn về phía chúng tôi rồi nhìn về phía các ngôi làng xa xa. Bà nói gì đó với người trưởng nhóm rồi vội vã chạy đi với hai tên chỉ điểm, rẽ nhanh qua ruộng lúa. Họ leo lên một chiếc thuyền nhỏ giống như cano đang đợi sẵn và bắt đầu chèo. Tôi nhìn theo bà cho đến khi chiếc thuyền còn lại nhỏ xíu trong khoảng xa tôi tự hỏi có phải điều chị chê tiên đoán đã xảy ra đó là các mảnh chai đang chìm xuống trở lại làm việc đi người trưởng nhóm nhỏ giọng ra lệnh giơ tay vẫy ra hiệu chúng tôi tiếp tục làm công việc xem xem kìa có người đang đến một cô bé la lên cầm liềm chỉ về phía những người đang vượt qua hồ vụ gặt dừng lại mọi người chạy ùa về phía những người phụ nữ vừa băng qua hồ họ bỏ chạy rồi tất cả họ họ bỏ chạy rồi một người phụ nữ lắp bắp hụt hơi hai người đứng thở vừa mỉm cười với nhau mẹ mẹ một cô gái nhào vào vòng tay người đàn bà họ ôm lấy nhau nhảy nhót kêu lên những tiếng nghèn nghẹn giữa cánh đồng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi thấy hạnh phúc trở lại Tất cả chúng tôi mỉm cười khi nghĩ rằng không còn khơ me đỏ nữa. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, trí tôi hát lên tiếng tự do nhiều lần. Nhiều năm trước, tôi chỉ biết cách phát âm của từ này, nhưng bây giờ, vào tuổi 13, tôi mới thật sự hiểu có tự do nghĩa là gì và đã bị tước bỏ nó khỏi mình như thế nào. Sức nặng đè lên linh hồn thể xác tôi bỗng tự nhiên bay lên Phong cảnh chung quanh tôi đột ngột thay đổi, ruộng lúa vàng, những đám mây, những khoảng trời xanh bỗng đẹp lạ lùng. Chúng tôi chạy đi báo tin cho những người còn lại của gia đình, đua nhau chạy ngang qua hồ. Chúng tôi cười khúc khích khi té nước vào nhau, tiếng cười thật dễ chịu. Tôi thấy mình trở lại là một đứa bé đứa bé gái trong tôi trở lại và sự tò mò trong tôi nổi dậy. Có phải họ thật sự bỏ chạy rồi chăng? Tôi muốn biết. Từ làng Poyung đến Dapo tôi đều chạy, vừa cố kiểm tra ở các nơi khác để xem vẫn còn dấu hiệu có khư me đỏ không. Nhưng mọi nơi ấy đều có vẻ bỏ không, nơi ở của bọn trẻ, các nhà tập thể, nhà say lúa ở Dapo. Ở đây, thúng mùng, vứt lung tung trên mặt đất, chiếc cửa gỗ vào nhà kho thóc bị phá vỡ mở toang, tất cả gạo đã xay xong đều biến mất. Các ngôi làng đều yên lặng như khi chúng tôi được mang đến đây 3 năm về trước. Khi đó, chúng tôi có 9 người, nhưng bây giờ chỉ còn 5. Chị Gia 20 tuổi, chị Di 17, anh Than 15, tôi 13 và Mập 4 tuổi. Còn bốn người kia Mắc, chị Chê, A Vi và Vin Tất cả đều đã chết Như pa ra đi vĩnh viễn Chương 15 Một lá thư Mặt trời chiếu sáng Bầu trời xanh ngắt Khơ me đỏ đã chạy rồi Trên con đường đất các gia đình lũ lượt kéo đi như một dòng sông, người ta bỏ lại cái nơi đã từng xiềng xích họ, đi theo dòng người đó là gia đình chúng tôi. Chúng tôi là những đồ thừa mà con ma không muốn nên vứt lại, như Mark trước đây thường nói. Vào ngày này, mọi người từ lớn đến nhỏ, từ đàn ông đến đàn bà đều có vẻ nhẹ nhõm hơn. Trên khuôn mặt vàng bụng, lõm sâu và cháy nắng mặt trời của họ, tôi thấy niềm hy vọng. Mắt họ lóe sáng, một vài nụ cười xuất hiện từ phía sau những khuôn mặt mệt nhọc tôi liếc nhìn những người đang cười tôi tự hỏi họ có trải qua cái cảm giác lớn lao của tự do mà tôi cảm thấy cũng như cái xúc cảm không thể diễn tả đang bùng lên trong tôi không quả là một niềm vui phấn chấn vừa mới phát hiện được một người đàn bà thấp chắc nịch nhăn răng cười mặc dù bà mang chiếc đòn gánh cong vòng xuống vì chất đồ quá nặng đôi chân trần của bà bước đi như gió, như thể được đẩy đi bằng chính tình cảm bên trong của bà. Cũng giống như nhiều người chúng tôi, mấy đứa con gái của bà đội son nồi, thức ăn trên đầu, còn vai thì mang đòn gánh. Khi chúng tôi rời nông penh 4 năm trước, quang cảnh khác hẳn. Lúc đó có xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Trên đó chúng tôi cẩn thận xếp áo quần và thực phẩm và trẻ em cũng ngồi trên đó còn bây giờ thì mọi người đều đi bộ chân trần lòng bàn chân trai cứng nứt nẻ tất cả mấy cháu đi đâu người đàn bà hỏi mỉm cười với chúng tôi cháu cũng không biết nữa thưa gì tôi trả lời cười lại với bà rồi đưa mắt nhìn chị ra tìm câu trả lời nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng vọng của tôi mà thôi cháu cũng không biết thưa gì chị ra nói môi thoáng nụ cười mơ hồ với người đàn bà chúng cháu đi theo mọi người thế là chúng ta cứ đi theo người khác đi đến chỗ nào có thức ăn bà nở nụ cười rạng rỡ chiều muộn chúng tôi dừng chân ở một ngôi làng để ăn và nghỉ ngơi rồi sau đó đi kiếm thêm thức ăn dự trữ trong cánh đồng bên cạnh đường lộ chúng tôi mót lúa những hạt lúa rơi vãi mà thợ gặt bỏ lại chúng tôi theo đám người có mặt sẵn ở đó bao và xô của họ đã được một nửa lúa hoặc gần đầy còn chúng tôi thì chỉ vừa mới bắt đầu khi đi xuyên qua ruộng lúa để mót lúa chúng tôi chợt thấy mấy người cô của mình cũng đang mót lúa họ đang đưa tay tuốt các hạt lúa nhỏ khỏi thân cây họ là em gái của pa cô chin và cô len mặc dù bây giờ không làm việc dưới sự kiểm soát của khmer đỏ nữa các cô cũng không có thời gian để nói chuyện họ đều bận rộn bộ mặt trũng sâu của họ chăm chú điều khiển đôi bàn tay trông họ như những người lạ đối với chúng tôi phải mất một lúc tôi mới nhận ra được họ là bà con thân thích ảnh hưởng của việc khơ me đỏ xóa bỏ tình cảm gia đình dần dần mới trôi khỏi trí óc tôi và rồi ý thức về liên hệ gia đình mới dần dần trở lại thay thế vào chỗ đó tay vẫn bận rộn. Cô Chin nhăn mày, hất đầu ra dấu cho chúng tôi biết con cái cô đang ở cánh đồng kế bên. Rồi sau đó cô và cô Leng hỏi chúng tôi sau khi tạm trú ở làng này rồi sẽ đi đâu. Chị ra trả lời chị không biết. Các cô bèn dục chúng tôi trở về nông bênh cùng với họ. Chị ra đồng ý trông có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng trước khi chúng tôi kịp say sát đám lúa mót xong, cô Len quyết định rằng cô Gia đình cô Trinh, cô Trang, Công Hương và đứa con duy nhất còn sống sót của chú Sục phải đi và rời nơi đây trước. Cô dự định là chúng tôi sẽ đi theo họ vào khi nào say sát lúa xong. Chị ra yêu cầu họ đợi, còn chúng tôi sẽ làm nhanh lên cho kịp. Nhưng cô Leng chỉ nói rằng họ sẽ đi chậm, như thế chúng tôi sẽ bắt kịp ở dọc đường. Chị ra không nói gì nữa, mặt chị đỏ bừng lên khi tay vẫn mạnh mẽ tốt lúa. Chúng tôi khởi hành không thấy dấu tích gì của các cô, các anh chị họ hay công hô ủng đâu cả. Tôi ao ước chúng tôi bằng cách nào đó gặp được những người anh em còn lại của mắc nhưng cũng không có dấu vết nào của họ. Có vẻ như cả đại gia đình của chúng tôi đã bỏ lều chạy đi ngay khi Khơ Me Đỏ biến mất. Thế là chúng tôi chỉ còn lại gia đình riêng của mình năm anh chị em ở trên con đường không có điểm đến. Chúng tôi chỉ còn biết trôi theo đoàn người đi đến bất cứ nơi đâu có thể kiếm được thức ăn. Khi đêm xuống, chúng tôi quyết định nghỉ lại trong một ngôi làng gọi là Công Pông Rô, ngụ tại căn phòng trống của một căn nhà bằng gỗ bỏ hoang như nhiều gia đình khác cùng đi với chúng tôi. Sau đó, trong đêm khuya, chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau tôi nhanh chóng trôi vào giấc ngủ như thể có ai bỏ bùa mê vào người tôi và chỉ thức giấc nghe thấy tiếng súng từ xa vọng lại âm thanh quen thuộc chúng tôi đã từng biết quá rõ tiếng nổ rỗng đục của trọng pháo cùng với tiếng khàn khàn của súng trường tiếng trầm trầm của một người đàn ông vang lên trong đêm yên lặng cái gì thế tôi nhỏm dậy cả anh chị tôi cũng thế cái gì cái gì xảy ra vậy?" Chị ra bật lên hoảng hốt. Những người nằm gần đó cũng thức giấc, một người đàn bà hỏi câu hỏi mà chúng tôi đều muốn biết câu trả lời. Ai đang đánh nhau? Khơ Me Đỏ, người đàn ông lúc nãy nói, họ không ngạc nhiên nếu tiếng súng đó thuộc về Khơ Me Đỏ. Chỉ lúc đó, tôi mới nhận thức được rằng chúng tôi chưa an toàn chút nào. Sáng ngày hôm sau, mọi người trong gia đình tôi tiếp tục đi mót lúa, kể cả mập mới 4 tuổi. Cũng đi giúp chị nó tìm các đám lúa còn sót lại dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Đi kiếm thức ăn thừa trên những cánh đồng vừa mới gặt xong, tôi không nghĩ đến gì ngoại trừ đến những khóm lúa vàng. Khi đêm đến, tiếng súng lại gầm lên từ xa xa, tiếng nổ nghe lớn hơn đêm trước, như thể cuộc chiến chỉ còn cách đây một ngôi làng. Ba ngày kế tiếp, nó vẫn tiếp tục, khiến chúng tôi thấy mình bị kẹt. Lo sợ, chúng tôi giải bày với các gia đình khác ở gần chúng tôi. May thay, họ bảo chúng tôi có một lễ cầu kinh gần đó và dục chúng tôi tham dự. Trên một sân khấu giống như bong tàu, có mái che bằng gỗ, ánh nến soi sáng sàn gỗ và ảnh Đức Phật ngồi trong rừng. Sau hàng nến là các ông già bà già, đầu cạo nhẵn những người lớn tuổi này hẳn trước đây là nico và tăng lữ lòng kính sợ tôi ngạc nhiên và dễ chịu khi thấy lại ánh nến sau chừng ấy năm nhiều đàn ông phụ nữ và trẻ em đã ngồi chung quanh nơi này chân gấp lại gọn gàng trên mặt đất cát người lớn trong chúng tôi cất tiếng tụng kinh phật những người biết kinh cất tiếng tụng theo những lời kinh truyền thống bằng tiếng pali lòng bàn tay họ ép vào nhau, đưa lên ngang cầm. Đúng là một buổi cầu nguyện thích hợp với cái đêm đáng sợ này. Dầu đi cầu nguyện ban đêm, tâm hồn chúng tôi vẫn không bình yên được. Âm thanh của chiến tranh vẫn mạnh mẽ. Chúng tôi đành phải rời khỏi công Poro. Nhiều gia đình cũng ra đi mặc dù vẫn còn lúa để mót. Đã thu được một ít lương thực, chúng tôi quyết định đặt sự an toàn của mình lên trên hết. Chúng tôi đến làng kế cận, Chernoen. Trước khi đêm xuống, tại đây đã có người đến dựng trại dọc theo ngã ba đường, cạnh các túp lều và các mái nhà tranh tại đó, dưới hàng cây xoài, dừa và cọ. Chỗ trú ẩn của họ thích hợp, làm bằng chăn bằng màn, xà rông, vải dầu. Mọi người đều mệt mỏi, nhất là mập. Tôi biết nó đói, nhưng nó không khóc đòi ăn khi chúng tôi đang tìm chỗ cắm lều trên một ruộng lúa khô. Ngày hôm sau, các bà hàng xóm báo cho biết ở đây rất khó mót được lúa, phải đi bộ rất xa. Chúng tôi quyết định để mập ở lại trong lều hoặc chơi bên ngoài với mấy đứa trẻ khác. Khi chúng tôi ra đi cùng với các bác phụ nữ, mập khóc, mắt nhìn theo chúng tôi. Phải sau vài ngày nó mới quen được với sự vắng mặt suốt ngày của chúng tôi và chịu chơi với những đứa trẻ khác. Sống cạnh lều chúng tôi là gia đình còn lại của bác Men. Vốn chị và chị ra cùng làm việc với nhau ở trại lao động. Chị, cô chị, các em gái và một đứa em trai nhỏ trước đây từng sống ở Đáp Pô. Chị tuổi chừng 20, tuổi chị ra, người thấp, mảnh khảnh, tóc đen, thẳng, dài đến ngang cằm cặp mắt và nét mặt nhẹ nhàng của chị cho tôi thấy chị có dòng máu Trung Hoa. Chị có vẻ thông minh với cách xử sự điềm tĩnh của mình. Chị làm cho tôi nhớ đến chị Chê. Chỉ sau vài ngày, hai gia đình chúng tôi đã gần gũi thân thiết nhau. Cả hai gia đình chúng tôi đều mất cha mẹ và đang học cách để tự bảo vệ mình. Lúa càng trở nên hiếm hoi đã đến một tuần kể từ khi chúng tôi đến đây. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ mót được đủ cho một bữa ăn trong ngày. Khi chúng tôi trở về, có tin chờ chúng tôi. Có một lá thư từ bọn Khơ Me Đỏ bảo chúng tôi phải rời khỏi Chơ Noel. Có một đôi vợ chồng được trao một lá thư và bảo đọc cho mọi người nghe. Trong thư, người phụ nữ bảo chúng cảnh cáo chúng tôi phải rời khỏi làng này nếu chúng tìm thấy chúng tôi ở đây chúng sẽ không tha cho một ai chúng sẽ giết hết mọi người kể cả đứa bé đang nằm trong nôi ô tôi không nghĩ chúng dám đến đây đâu một người đàn ông nói tay vung lên như để gạt đi sự sợ hãi chắc chúng nghĩ bộ đội việt nam ở đây và sợ không dám đến chúng chỉ muốn dọa chúng ta mà thôi đừng sợ Thế là ngày hôm sau chúng tôi lại đi mót lúa để mập ở nhà một mình. Vì lúa còn sót lại rất hiếm hoi nên chúng tôi phải chia ra. Chị ra và tôi đi về hướng bắc cùng với một nhóm phụ nữ, trong khi chị Di và anh Than thì cùng với những người khác đi về phía nam. Ra và tôi làm việc rất nhanh, cố lấy được nhiều lúa, người ta bỏ lại chừng nào hay chừng ấy. Nhưng bỗng từ xa, tôi nghe một âm thanh trầm đục Tôi ngừng tay Chị ra Có tiếng súng Chị có nghe không Tôi nói lớn Dì ơi Có tiếng súng từ phía này này Chị ra kêu lên đưa tay chỉ Chị ra hiệu cho người phụ nữ gần đó đến chỗ chị Ô tiếng súng ở xa mà Một người nói Cố gạt bỏ mọi lau âu của chúng tôi Tôi còn ở lại một lúc nữa Bà ta quay lại làm việc Tôi thì tim đập thình thịch Tôi muốn bỏ về tiếng súng nghe lớn hơn tôi quay sang chờ chị ra quyết định nhưng chị lại nhìn mấy người đàn bà kia tôi cũng ở lại thêm một lúc nữa một người nói và mấy người kia đồng tình trong đó có cả chị tôi một tiếng nổ dội lại nghe gần hơn trước tôi gào lên chị ra đi đi chị không nghe thấy sao tiếng nổ ngày càng lớn hơn đó nhưng mọi người vẫn còn Chị chưa nói xong thì người đàn bà bên cạnh chúng tôi đã bỏ chạy. Bà vừa chạy vừa la lớn. Tôi đi đây, tôi không ở lại đâu, mấy đứa con tôi... Chị già nắm lấy bào lúa và cái thúng rồi chạy đi. Tôi chạy theo chị cùng với những người phụ nữ khác. Những tiếng nổ vang dội ngày càng gần hơn về phía làng chưa Noel. Một trái nổ rơi gần bên chúng tôi. Mọi người la thất thanh. Tôi thầm trách móc những người phụ nữ kia và rất giận chị ra vì chị đã không nghe tôi. Ngang qua cánh đồng lúa gần chơi Noel, trẻ con, đàn bà, đàn ông chạy tán loạn giống như một đàn kiến vỡ tổ. Các bà mẹ tay ấm con, tay kia kéo sát những đứa còn lại vào bên người trong khi những kẻ khác đội đồ đạc lên đầu mà chạy. Một số người kéo tay trẻ con chạy băng băng, những người khác mang thức ăn trên đòn gánh Trẻ con chạy theo sau lê lết trong đám đông. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến Mập bèn gào to với chị ra. Giữa dòng người cuồn cuộn, chị thoáng lên một cái nhìn tuyệt vọng về phía tôi. Chúng tôi chạy về đến lều, Mập không còn ở đó nữa, cả anh Than và chị Di cũng không. Phần lớn các lều chung quanh đã được tháo ra rồi biến mất. Chị ra kêu lớn bảo tôi tìm Mập trong khi chị vội vã gói ghém đồ đạc đám người trôi qua quanh tôi tôi chăm chăm nhìn từng đứa trẻ tôi gặp bọn chúng đều khóc lóc giống như tôi đột nhiên tôi nhìn xa xa một đứa bé đang gào khóc mắt thì nhìn về hướng mà chị ra và tôi đang chạy đến trên con đường đất nhô cao giữa ruộng lúa nó bước thình thịch tay dơ cao hua lên hoảng loạn trên không trung tôi chạy nhanh hai tay rẽ đám đông người sang hai bên trong khi mắt cố không để mất dấu đứa bé Đến gần hơn, tôi mới nhận ra được quần áo của nó, đó chính là Mập. Mập, Mập ơi, chị ở đây trên này nè. Tôi giơ tay vẫy loạn. Mập chạy đến tôi, đưa tay chùi nước mắt, tôi nắm lấy bàn tay của nó. Mập nhìn tôi, "Em chờ lâu quá." nó càu nhỏ, "Sao chị không về sớm hơn?" nó ném cho tôi một cái nhìn giận dữ, hàng lông mày dài nhướng lên rồi hạ xuống tôi nhẹ cả người và cảm ơn trời Phật đã tìm ra được mập. Thấy được khuôn mặt nhỏ xíu giận dữ của nó trách móc tôi. Đến nỗi lúc đó tôi quên bẵng cả tiếng súng đang nổ bên tai. Chị ra thì đang buồn phiền. Chị gọi lớn bảo tôi mang đống đồ đạc gồm bao lúa, son nồi, tất cả đều buộc lại để mang bằng đòn gánh. Chị thì nhấc gói đồ của mình lên vai rồi lại đặt xuống chị lấy bớt ra một cái nệm đan được cuốn lại, dài gần gấp hai lần mập và đưa cho nó mang, rồi chúng tôi chạy hướng về phía cây cầu tạm bắc qua con mương. Đám đông dồn lại, một tiếng nổ vang dội như sấm sét, mọi người kêu rú lên như động kinh. Chị ra bèn bước xuống mương và lội qua phía bên kia. Tôi theo chị, mập ở phía sau thở hồng hộc. Sức nặng của tấm nệm làm nó chậm lại, kéo ngược nó ra phía sau. Chị ra thì ở phía trước rất xa, chỉ còn là một hình dáng nhỏ bé trong đám người. Tôi đứng chờ mập. Đi nào, nhanh lên. Tôi tự bảo mình, lo sợ cho mập và cho chính tôi. Khi một quả đạn đại bác nổ, tiếp theo là một chàng âm thanh trầm đục của súng trường. Mọi người càng dồn nhanh về phía trước. Tôi chạy qua một ruộng lúa khô nứt nẻ, đến ruộng khác, rồi leo lên con đường đất cao. Mập, nhanh lên, nhanh lên. Tôi hét lớn, mong cho mập bước nhanh lên. Khi tôi quay lại tìm nó, nó đã ở rất xa phía sau, cách cả một thửa ruộng và đang đứng yên. Nó khóc, hai tay vẫn cố cầm tấm nệm còn cao hơn cả nó. Tôi vẫy tay gọi nó tới, nó lắc đầu, tôi bèn bỏ gánh đồ xuống và chạy về phía nó. Nhưng mập đã buông tấm nệm xuống và đi về phía làng chơi Noel. Tôi kêu thét lên, không, đừng trở lui. Mập khuất hẳn sau đám người và đám cây. Tôi đứng yên chờ nó trở lại, nhưng chỉ thấy những đứa trẻ khác cùng với gia đình của chúng. Tôi bèn đặt gói lên vai và chạy về phía trước. "Chị ra, chị ra, ngừng lại!" Tôi gào. "Chị quay lại." Tôi ngừng chạy, khóc. "Mập đâu rồi?" chị hỏi, mắt chị lộ vẻ hoảng sợ. "Chị chỉ biết lo cho thân chị." Tôi hét lớn. "Chị không giúp em trông mập, bây giờ nó đi rồi, chạy lui rồi." "Chạy lui về đâu?" về phía khơ me đỏ tôi gào lên rồi chỉ về phía hàng cây và đám người đang chạy chị ra đặt gánh đồ trên vai xuống chạy rồi leo lên đứng trên con đường đất nhỏ nhô cao mấy pao có ai thấy thằng em con đâu không chị ra hỏi tay giơ lên phía trước các người đi qua nhưng không ai nhìn vào chị đột nhiên một người đàn bà nói với chị ra này ra em trai cháu đang đến kia kìa. kìa chị ra đưa mắt tìm kiếm rồi chân chị nhảy vọt lên trên con đường đất. Người đàn bà vừa nói đang chạy về phía tôi. Với hai cô con gái, tôi bèn hỏi. Dì ơi, em cháu đang chạy đến đây phải không? Người đàn bà gật đầu. Bây giờ tôi mới nhớ ra bà là ai. Lều bà nằm gần lều chúng tôi ở Chơ Noel. Đột nhiên chị ra và mập xuất hiện. Tấm nệm thì vứt đầu mất rồi. Chị kéo mập trên con đường mương. Khi mập đến gần tôi mắng nó Thằng điên sao lại chạy trở lui Em không biết là sẽ bị bắn chết hả Nhưng tấm nệm nặng quá Chân em đau lắm Mập sụt xịt Chị không chờ em Chị để em đi một mình Cả ba chúng tôi cùng chạy Bắt kịp người đàn bà kia Cùng mấy người con gái Rồi chúng tôi vượt lên phía trước họ Khi chúng tôi đến gần làng Can Đan Cách làng Chơ Noel chừng hai dặm Người phụ nữ từ phía sau gọi tới chị ra Này Nghỉ một chút đi cháu Bà van vỉ thở hụt hơi Chúng tôi bèn dừng lại Cách con mương vài bước Được chúng cháu nghỉ với gì Chị ra nói miệng cũng thở hổn hển Người phụ nữ mệt và chán nản Nói lớn với hai đứa con gái Ném bớt đồ đi con Nặng quá Mang không nổi Nhanh nhanh lên Chị ra cũng nhìn lại đống đồ của mình chị lấy ra cái nồi thớt và một bao muối rồi chị kêu lên thi ơi chị không thể ném những thứ này đi được mình cần chúng bùm một quả đạn pháo đổ xuống gần đó chúng tôi nhảy vọt xuống mương rồi chị ra nhô đầu lên kêu lớn dì ơi ở đây nè khi tiếng súng ngưng chúng tôi leo lên khỏi con mương để tránh một cuộc tấn công của khmer đỏ vào từ làng Can kandai Chúng tôi chuyển đến một rừng cây cách xa làng này. Tại đây chúng tôi nằm nghỉ trên mặt đất dưới bóng cây. Những người chạy loạn đâu mất cả, chỉ còn lại chúng tôi, hai gia đình, người phụ nữ và hai đứa con gái, chị ra, mập và tôi. Bây giờ tôi mới thở ra hơi và cảm thấy cả người đau nhức, trí óc như trôi đi, nhường chỗ cho cơn mệt nhoài. Đầu gục xuống, tôi ngủ gà ngủ gật ngay dầu vậy tôi vẫn cố mở mắt và cố nghe chị ra và người phụ nữ kia nói chuyện về nỗi sợ hãi của họ rồi có ai đó xuất hiện sau hàng cây chúng tôi đứng bật dậy sẵn sàng bỏ chạy là meng chị là a meng đây mà chị ra chạy tới phía cô ấy tôi đi theo sau a ra ôi a ra ơi các chị em tôi trời ơi gì tôi gì tôi. tôi chị meng lắp bắp ngắt quãng a ra ơi Họ chết hết rồi, chết rồi. Bọn Khơ Me Đỏ giết cả gia đình tôi rồi. Chị Meng thở hổn hển người chị run lên bẩn bật, lắc lư. Tay chị cố nắm lấy cái đòn gánh đang đung đưa hai cái dương to bự trên vai. Chị ra phải đỡ lấy cây đòn gánh đặt xuống đất. Thoát khỏi gánh nặng đè trên vai rồi, chị Meng trong tiếng khóc hãi hùng lắp bắp kể lại cái chết của những người trong gia đình chị. Đang nói, Chân chị bỗng khuỵu xuống Rồi chị cố đứng lên Lúc đó Cả một đám ruồi bay lùi lại Bật khỏi chiếc áo đầy máu của chị Nhưng rồi bu lại ngay Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.